Nhà mình được bao nhiêu mét hả bác? Nhà tôi mặt bằng là hôm nay thì không có gió, không có khí như cửa này gió cho mà nắng vào mình phải có tiếng sân sau thì mới sướng. Vâng. Đây là cái bên cạnh này. Vâng. Tôi thấy cái ở đại sứ quán Thụy Điển rời đi rồi mà. Rời đi lâu rồi. Vâng. Vào phát khác ngay. Đúng rồi, đây, một sau. Cái này như của nhà khác đi đúng không? Vâng vâng. Đấy. Thế là coi như chỉ có cái dẻo thôi, ngày xưa chúng tôi bị mua mà họ nhất định không bán. À, đấy. Cái dẻo chưa có. Ở đấy nhập cái dẻo mà nó mua thích vẫn nhập. Vâng. Họ không bán thì là của các cụ để lại. Đại sứ quán mình vừa lên đây. Là. Nhưng bác cái để này mắc không nhỉ? Mắc. Theo dõi thi công chính là ống xây như này. Tưởng chúng tôi là từ 20. Vâng, thế nó mát. Và phòng này mát ạ, trước phòng sau nó nhẹ nó chứ. Cũng có cả ban công ra ngoài. Thoáng nó xuống. Để cho mặt ạ. Đây rồi, phải sáng rồi. Cẩn thận, kiên cố nữa. Nhà mình mấy tầng? 4 tầng. Anh lên chọn lên, anh khỏi chân lên đấy. Chị cũng lên đi. Thôi ạ. Chào bác lại qua đi của nó. Anh nhìn bác gì đây? Đây, có tắt sáng sủa. Vâng. Thường thường là cái nhà này kết cấu hay như thế. Cái phòng ấy chúng ta cứ để gọi là dự trữ thôi. Và phải là không như là kho đầu tiên đi. Hơn một cái là nhà bác xây không phải là cố định là hết đất, là thoáng nhà. Không bao giờ xây hết đất cả. Vâng. Chứ nhiều nhà xây toàn hết đất nên là vào là bí. Không gian.